Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 29 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây ở ngay trung tâm thủ đô Berlin. Và đây là một khu vườn, khu rừng rất lớn ở ngay giữa thủ đô, và nơi có rất nhiều người dân hàng ngày có thể đến đây để thoải mái, được tận hưởng cuộc sống tự do, văn minh. Và điều đó ở Việt Nam là luôn luôn nhiều người dân mong muốn đạt được như vậy. Và hiện nay ở Việt Nam cũng đang xảy ra một sự kiện rất quan trọng, đó là việc là bắt nạt Việt Nam thì Trung Quốc luôn vỗ ngực, nhưng mà gặp chiến hạm Mỹ thì Bắc Kinh thì chỉ võ mồm mà thôi. Và liên quan đến việc đó thì chúng ta hãy quan sát việc là chiến hạm USS Mayer của Mỹ vào hôm 28 tháng 8, tức là ngày hôm qua, đã áp sát các đảo Chữ Thập và Vành Khăn, nơi mà Trung Quốc đang chiếm giữ. Và đây hình ảnh các bạn có thể thấy cái chiến hạm này của Mỹ đã đi qua. Và trong thông tin mà đài tiếng nói Hoa Kỳ đã thông báo thì nói rằng là giới quân sự Hoa Kỳ cho biết một tàu khu trục hải quân Hoa Kỳ hôm thứ Tư ngày 28 tháng 8 đi sát các đảo mà Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền ở Biển Đông, một động thái có khả năng làm Bắc Kinh tức giận vào thời điểm hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang có quan hệ căng thẳng. Tàu khu trục hải quân Mỹ Mayer đã đi vào phạm vi 12 hải lý của các đảo Đá Chữ Thập và Vành Khăn. Trung tá Raymond, nữ phát ngôn của hạm đội 7 thuộc Hải quân Hoa Kỳ đã nói như vậy. Tác vụ kể trên được thực hiện để thách thức các lời tuyên bố chủ quyền biển đáng, quá đáng và bảo vệ quyền tiếp cận các tuyến đường thủy theo luật pháp quốc tế. Thì các bạn thấy Hoa Kỳ luôn luôn là một đất nước duy trì lực lượng hải quân rất mạnh ở vùng Biển Đông, gồm có hạm đội 7. Và cũng gần đây các bạn đã chứng kiến việc Trung Quốc liên tục đưa ra những cuộc tập trận rất lớn ở Biển Đông, ở nơi mà có rất nhiều tàu thuyền qua lại và có trị giá hàng năm trao đổi tới hơn 5.000 tỷ USD mà hàng hóa đã đi qua. Và cũng thêm một thông tin thêm thì các bạn có thể biết rằng là Trung Quốc đã lập tức là cảnh báo các tàu chiến của Mỹ đã áp sát đảo nhân tạo ở trên Biển Đông. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy chiếc tàu chiến này, là Trung Quốc đã lập tức là cảnh báo một tàu chiến Mỹ đang di chuyển gần các đảo tranh chấp trong Biển Đông rằng tàu này vi phạm chủ quyền của Trung Quốc và hối thúc Washington hãy chấm dứt các hoạt động hàng hải có tính cách khiêu khích. Theo hãng tin Bloomberg, Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, viết tắt là PLA, đã xác định lý lịch tàu USS Mayer, một tàu khu trục lớp Booker có tên lửa dẫn đường, và theo sát con tàu này hôm 28 tháng 8 trước khi cảnh cáo phải rời đi nơi khác. Theo một chia sẻ trên chương mục web chất của Bộ Tư lệnh miền Nam của Trung Quốc đã đưa ra. Bản tin Bloomberg dẫn lời người phát ngôn Bộ Tư lệnh tác chiến miền Nam của quân đội Trung Quốc, ông Lý Hoa Mẫn, đã nói thêm: thực tế đã chứng minh rằng cái gọi là tự do hàng hải của Hoa Kỳ thực ra là hoạt động xác quyết quyền bá chủ trên biển, hoàn toàn làm ngơ các quy định của luật pháp quốc tế, xâm phạm nguyên trọng chủ quyền của Trung Quốc và sự ổn định của khu vực biển Nam Trung Hoa. Trong một tuyên bố, hạm đội 7 của Hoa Kỳ cho hay tàu chiến của Mỹ đi qua di chuyển trong phạm vi 12 hải lý của cả bãi Đá Chữ Thập lẫn Đá Vành Khăn thuộc quần đảo Trường Sa là để thách thức yêu sách chủ quyền của Trung Quốc trong thời gian qua. Và các bạn cũng đã biết vùng biển Đông mà đã được Trung Quốc vẽ ra một cái đường 9 đoạn gọi là đường lưỡi bò. Ở đây các bạn nhìn rất rõ, nó đã chiếm giữ gần như toàn bộ cái vùng lãnh thổ này, và Việt Nam trở nên đã mất mát rất nhiều. Và những cái phần còn lại cho Việt Nam thì chúng ta thấy là vùng 200 hải lý đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã bị Trung Quốc chiếm giữ hết trong cái đường lưỡi bò này mà họ nói là đường 9 đoạn. Và thêm một cái hình ảnh chi tiết mà các bạn có thể thấy là đá Vành Khăn là nơi Trung Quốc là xây cất thành một căn cứ trên biển với đường sân bay dài và lắp đặt nhiều loại vũ khí khác nhau để áp chế Biển Đông. Và đây là hình ảnh vệ tinh đã chụp cho thấy là ngày từ tháng 5 năm 2018 cho thấy là trên cái đảo này là có rất nhiều nhà tòa kiên cố được xây cất và có cả đường để máy bay có thể hạ cánh và cất cánh. Và trong những khu vực xây cất này thì đương nhiên là sẽ được Trung Quốc lắp đặt rất nhiều những loại vũ khí mà chỉ có họ mới có thể biết được. Và từ trước đến nay Trung Quốc nói rằng họ không quân sự hóa Biển Đông, nhưng gần đây theo những phát ngôn của Trung Quốc thì họ lại lật ngược lại vấn đề và họ cho rằng là họ có quyền làm điều đó. Còn bãi Đá Chữ Thập được xây cất những tòa nhà bê tông và với cái hệ thống anten radar cao tần cũng rất là nhiều, đã được Trung Quốc bồi đắp và càng ngày càng trở nên nguy hiểm, bởi vì ở đây đã xuất hiện những chiếc máy bay và những cái đường băng rất dài và có thể
hạ cánh những cái chiếc máy bay chiến đấu cũng như là vận tải, vận chuyển. Và cũng ngay trong bãi đá chữ thập này thì trong thời gian qua chúng ta đã chứng kiến việc tàu Hải Dương 8 sau khi thăm dò trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, nó đã quay về đây để dường như là để làm công tác hậu cần, và sau đó cũng quay trở lại vùng biển Việt Nam để đang tiếp tục hoạt động cho đến tận ngày hôm nay. Và cũng thời điểm này, ngay bây giờ thì tàu Hải Dương 8 với cái những đội tàu hộ tống rất mạnh của Trung Quốc, cũng có những tàu hải cảnh mà sẵn sàng đâm chìm tất cả những cái tàu cảnh sát biển hoặc là những tàu ngư dân nào đến gần khu vực mà tàu Hải Dương 8 đang thăm dò ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và hình ảnh mà các bạn có thể thấy, truyền thông nhà nước bắt đầu đưa tin về chiếc tàu thăm dò Hải Dương 8 này một cách dè dặt. Và họ không dám nói một cái chi tiết là tọa độ của chiếc tàu này đang nằm ở đâu, nhưng thực tế nó đang nằm rất sâu trong cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và phía Việt Nam cũng chính thức xác nhận qua bài báo được đăng trên Vietnamnet rằng là hoạt động của các tàu Trung Quốc khác nằm trong nhằm cản phá hoạt động chấp pháp của các tàu cảnh sát biển Việt Nam, vi phạm nghiêm trọng các quy định trên và tạo ra nguy cơ mất an toàn hàng hải trong khu vực này. Với cái chia sẻ này thì đương nhiên là phía Việt Nam đã xác nhận rằng là đã có sự đâm va rất lớn giữa các tàu hải cảnh của Trung Quốc và cảnh sát biển Việt Nam. Và đương nhiên hiện nay chiếc tàu Hải Dương 8 vẫn đang hoạt động trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam sát với Phan Thiết. Và đó là việc mà khẳng định rằng là phía cảnh sát biển Việt Nam đã không thể làm gì với những chiếc tàu Hải Dương 8 và những tàu hải cảnh của Trung Quốc, mà dường như họ phải rút lui và lùi ra xa để quan sát phía Trung Quốc tự do thăm dò ngay trên cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và nếu chúng ta tham khảo những cái thông tin chi tiết hơn thì các bạn có thể vào trang tweet của ông phó giáo sư Martinson dạy ở trường Đại học Hàng hải của Mỹ, và ông ta thường xuyên cập nhật những cái thông tin mới nhất về chiếc tàu Hải Dương này và cái đường vòng mà chiếc tàu này đã đi theo hình đúng rích rắc là để đo đạc. Và theo như một cái chuyên gia 30 năm làm ở ngành dầu khí Việt Nam thì họ nói rằng là với cái đường đi như vậy thì rõ ràng là tàu Hải Dương 8 đang khảo sát không gian 3 chiều và đo chụp 3 chiều vùng biển, lòng biển của Việt Nam. Và điều này rất nghiêm trọng vì Việt Nam đã không thể ngăn cản được cái sự hoạt động bất hợp pháp của chiếc tàu và những cái đội tàu hộ tống của Trung Quốc ngay sát cái bờ biển của Phan Thiết, mà gây ra rất nhiều cái nguy hiểm cho những người ngư dân hoặc là những cái hoạt động hoặc tự do hàng hải ở gần đó, vì những chiếc tàu của Trung Quốc thì rất là hung hãn. Và với đội tàu trên 300 chiếc tàu hải cảnh của Trung Quốc được sản xuất và được đưa vào sử dụng trong thời gian qua thì đây là lực lượng lớn nhất thế giới, và họ sử dụng những chiếc tàu đó có những chiếc với trọng tải hàng chục nghìn tấn, sẵn sàng đâm chìm bất cứ tàu nào mà đến gần những cái chiếc tàu mà của Trung Quốc muốn bảo vệ và hộ tống. Bộ Ngoại giao Việt Nam thì tất nhiên trong thời gian qua các bạn cũng đã chứng kiến sau một thời gian im lặng dài nhưng cuối cùng cũng đã lên tiếng, và nhưng Trung Quốc gần như không đếm xỉa đến những cái công hàm hoặc là những cái cuộc gặp giao thiệp của Bộ Ngoại giao Việt Nam với Trung Quốc, mà ngược lại họ còn cho tàu Hải Dương 8 và những cái tàu hộ tống của Trung Quốc đi càng sâu vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và hiện nay thời điểm này tiếp tục đo chụp ngay trong lòng biển Việt Nam. Và Bộ Quốc phòng Việt Nam cũng như là những cái tàu mà bảo vệ chủ quyền của Việt Nam dường như không làm gì được Trung Quốc trong thời gian qua. Nhưng với tàu chiến Mỹ thì các bạn cũng đã thấy thì hoàn toàn khác, vì khi Mỹ đưa tàu vào trong cái khu vực sát cái những 12 hải lý với đảo đá chữ thập và vành khăn thì Trung Quốc chỉ có thể là đưa máy bay hoặc là đưa tàu ra để theo dõi và yêu cầu tàu Mỹ đi ra ngoài, và sau đó họ chỉ nói đưa ra những công hàm phản đối mà thôi, nhưng không thể làm gì được về phía Mỹ. Đấy là cái điều mà Việt Nam và Mỹ hoàn toàn khác nhau, và rõ ràng là chúng ta thấy ngay trên vùng biển của Việt Nam là chúng ta đã bị dường như là mất chủ quyền, và không có bất cứ nước nào ở thể chế xã hội chủ nghĩa, thể chế cộng sản ủng hộ Việt Nam, mà Lào cũng như Cuba, Bắc Triều Tiên hoàn toàn im lặng, mà ngược lại có những cái nước thậm chí có thể họ có những cái động thái được phía Trung Quốc hậu thuẫn và im lặng và đưa ra những thông tin bất lợi cho Việt Nam, như Campuchia trong thời gian qua chúng ta cũng đã chứng kiến. Và ngay lập tức khi mà Trung Quốc phản đối, đưa ra phản đối tàu chiến Mỹ đi gần đảo chữ thập và vành khăn thì ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến thêm một động thái mới của Mỹ, đó là việc
là chiến đấu cơ Mỹ bay ngang cho bay ngang qua eo biển Đài Loan. Trong này, trong thông tin mà chúng ta có thể tham khảo rất rõ ở trên một số trang báo mà báo trong nước cũng đã đăng, là một người đứng đầu cơ quan quốc phòng của Đài Loan phát biểu trong tuyên bố mới nhất rằng chiến đấu cơ trên đã bay theo hướng nam dọc đường trung tuyến eo biển này. Đường trung tuyến eo biển Đài Loan được xem là đường phân chia giữa Đài Loan và Trung Quốc đại lục. Trước đó, một tàu vận tải USS đã đi ngang qua eo biển này vào ngày 23 tháng 8, chỉ vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức thông qua thương vụ bán 66 tiêm kích F-16 trị giá 8 tỷ USD cho Đài Loan. Bắc Kinh xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc và nhiều lần khẳng định không loại trừ phương án dùng vũ lực để thu hồi hòn đảo này. Thì các bạn thấy, Đài Loan một đất nước rất nhỏ, nhưng họ đã dành cho ngân sách quốc phòng một cái ngân sách khá tốt, khá lớn, và để mua 66 tiêm kích F-16 trị giá 8 tỷ USD để bảo vệ đất nước của họ. Nhưng Việt Nam mà là một đất nước lớn hơn rất nhiều, mà phải cuối cùng khi mà Trung Quốc xâm phạm vào chủ quyền biển đảo thì Việt Nam cũng chỉ biết dùng công hàm phản đối, hoặc là không lên tiếng, hoặc lên tiếng rất chậm chạp. Trong khi những đất nước như vậy, như Đài Loan, họ đã sẵn sàng có những biện pháp rõ ràng. Và khi mà Trung Quốc tập trận ở ngoài Biển Đông thì Đài Loan cũng lập tức bắn hơn 100 quả tên lửa để tập trận và để cho Trung Quốc biết rằng nếu họ đưa tàu lại gần và cưỡng chế Đài Loan để thống nhất với Trung Quốc thì lập tức thì Trung Quốc phải trả cái giá rất nặng, vì với những tên lửa chống hạm của Đài Loan thì có thể bắn chìm rất nhiều tàu Trung Quốc khi đến gần biên giới với Đài Loan. Và Việt Nam của chúng ta thì trong thời gian qua cũng đã bắt đầu có những thay đổi, vì sau khi nhận ra rằng người đồng chí cũ, người cùng ý thức hệ cộng sản đã không làm đúng như cam kết của hai bên, và hiện nay Trung Quốc liên tục gây sức ép với Việt Nam và yêu cầu Việt Nam rút toàn bộ tàu cũng như các cơ sở dầu khí ra khỏi vùng mà họ đã vẽ ra, đó là đường chín đoạn, thì Việt Nam phải tự biết tìm một cái đối tác tốt hơn để cùng nhau bảo vệ lấy lãnh thổ Việt Nam và hợp tác quốc tế. Và đó là Mỹ, là châu Âu và là những nước văn minh, dân chủ mà Việt Nam cần phải tham khảo cũng như tham gia liên minh. Và điều này cần thiết hơn nữa, đó là Việt Nam cần phải thay đổi thể chế để có một nhà nước độc lập, tự do và dân chủ thực sự cho trên 90 triệu người dân Việt Nam. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, thứ năm 29 tháng 8 năm 2019. Các bạn hãy gửi để lại những bình luận sau video này cũng như để lại những yêu cầu để chúng tôi có thể cung cấp những thông tin nhanh nhất, trung thực nhất đến người trong nước và nước ngoài. Chào các bạn và chúc các bạn một ngày hạnh phúc.